Tý, Sửu, Mẹo, Dậu, Tuất, Hợi, ngày mai là các bạn chính thức đón chờ tuần mới. Hiện tại cuộc sống các bạn đang rất là xáo trộn, công việc bế tắc, làm ăn thăng trầm, tình cảm đứt đoạn, gặp thị phi tiểu nhân. Thì bước sang ngày mai, tuần mới, thì các bạn sẽ đón chờ những điều gì? Thì thơ xin gieo duyên cho các bạn những thông điệp tử vi tuần mới, trong đó có một mẹo xả vận xui thơ dành riêng cho các bạn. Thứ nhất, tuần mới này, các bạn cẩn thận xuất hành đi xa, vì có sao đại hao đại hung, đi xa làm ăn rất là dễ thua lỗ, gặp thiệt hại. Cái thứ hai, trong tuần mới này có ngôi sao may mắn trợ mệnh, thần tài theo gót, có lộc trúng thưởng rất là lớn. Cái thứ ba, trong tuần này trong công việc đề phòng tiểu nhân đặt điều thị phi, khiến cho cái công việc của các bạn dậm chân tại chỗ và gặp đại hạn là có thể mất việc. Cái thứ tư, trong tuần mới này các bạn cẩn thận lửa, đề phòng cháy phẩm. Cái thứ năm, mẹo xả vận xui hay nhất trong tuần này là các bạn nên bỏ vào trong ví của mình một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ. Mẹo này tương sinh tài lộc, hỗ trợ vận may rất là hay. Thôi chúc sáu con giáp này đón tuần mới đắc lộc và sai tài.